Thì các bạn thân mến, đây là giò tum rong mà tôi trồng. Tất nhiên trông nó thì cũng xấu. Thì nói về độ xấu thì nó xấu có tầm cỡ, nhưng về chất lượng thì nó cũng tương đối khá. Thì mọi lần treo gốc đây, đây là cây vẫn cây tái phỏng từ đây. Thì tôi đóng như này, thì tôi cho thêm cái kia của nó, và cái này tôi sẽ những cái thân này kích kia mà ra hoa. Đấy. Để cho nó thành một cái bụi thật nhiều. Cái chiều này khoảng 30 này. Đấy, một giò tu mơ rông thì hình thức thì khá xấu nhưng mà chất lượng thì cũng tương đối. Đấy, các bạn thấy chưa? Trông cũng đấy, để đu đưa trông cũng được. Thì mời các bạn xem tôi đóng cái thùng chậu này như thế nào. Xin mời các bạn. Các bạn ạ, con tum thì mưa nắng thất thường. Hôm nay là 12 tháng 8 này. Sáng thì mưa miết rồi, xong rồi bắt đầu là nắng. Bây giờ nắng này, các bạn thấy trời bắt đầu nắng này. Thì tôi sẽ làm cái chậu cho cái giò tum rong kia. Thì đây giò miễn cây đây. Tất nhiên mua một cái chậu để đẹp đẹp để trồng lên thì cũng được thôi, nhưng mà những cái mà giò to tôi trồng là tôi muốn những cái giò tôi tự làm. Đấy, thì các bạn nào quan tâm thì có thể là theo dõi, đăng ký kênh. Cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Hoàng Việt TV1. Thì trời mưa thì không đi uống cà phê thì ở nhà trồng được mấy cây đây. Tôi đang trồng tiếp nhưng mà mỗi lần buộc mấy cây thôi. Cắt rễ tôi cắt từ 2-3 hôm rồi, cây nó bắt đầu nó héo này. Mình để mình cứ vứt đấy là nó héo. Nhưng mà không sao, mình trồng đấy này mình tưới khi nó đã ổn định rễ rồi, nó không còn ấy, nó mình tưới là nó lại lên thôi. Mùa này nó ra rễ rất nhanh. Thì tôi định cắt từng đoạn này, tôi đóng một cái chậu. Thì bạn nào quan tâm thì sẽ theo dõi tôi sẽ làm cái chậu tum rong và tôi ghép thêm cái, nó có hai cái kia nữa. Ở đây còn máy khoan để mình khoan. Khoan thì tôi dùng cái mũi khoan 5 ly này. Thôi thì mình cứ làm cho nó vui thôi. Thì mời các bạn là theo dõi. Đây là cái chậu kia mà đợt bạn nào thế mà theo dõi kênh của tôi ấy, thì tôi ươm vào cái viên nén sơ dừa. Thì tôi ươm khoảng chục cái nhưng mà nó lên được có 2 cái đây. Đấy, cái này là viên nén sơ dừa này, người ta bán cái viên ngắn ngắn mình ngâm nước nó phình nhá, thì tôi cho đây. Nhưng mà cái này tôi sẽ trồng luôn vào cái chậu kia. Đấy, thì bạn nào quan tâm theo dõi thì các bạn mời các bạn là theo dõi. Đấy các bạn, giò này nó khá là to. Bây giờ tôi sẽ đóng vì cái này nó dính ở cái rễ cây, cái xanh cái si vào đây.
Ui giời, chậu lan. Tiền triệu lần khủng nhé.
Đấy, giò tum rung tôi đóng thì cũng khá là đẹp và tôi sẽ làm một giò chậu to. Các bạn ông quan tâm thì có thể theo dõi kênh và ủng hộ kênh Hoàng Việt TV1, đăng ký, like và chia sẻ. Video này tôi làm đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.